Xin chào các em học sinh lớp 5. Ở trong video này thì thầy Tài mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy đến với cái bài toán tìm x. Ở trong cái file tài liệu này thì thầy muốn dành cho cả các bạn lớp 4, lớp 5. Nhưng mà riêng những cái bài 13 và bài 14 này thì đây là dành cho các bạn lớp 5 rồi. Bởi vì lớp 4 thì các em đang học, chưa học đến cái phần phân số này, đúng chưa? Thế thì bây giờ cùng ôn lại với thầy phần tìm x có liên quan đến phân số các bạn lớp 5 nhé. Chúng ta có đề bài như sau. Ý A là 5/2 trừ x bằng 2/3. Thì các em làm bình thường thôi, làm bình thường như với số tự nhiên ấy. Chúng ta cùng viết lại về cái phép tính ra. 5/2 này trừ x, cái dấu trừ mình viết phía trên cái dòng này xíu nha cho nó dễ nhìn này, trừ x này thì sẽ bằng là gì? Sẽ bằng là 2/3. Ở đây về phép trừ đúng không? Xét về thành phần thì toàn bộ cái phân số 5/2 này nó vẫn gọi là gì ạ? Nó vẫn gọi là số gì em? Nó gọi là số bị trừ đúng không? Số bị trừ. Đấy, nó gọi là số bị trừ này. Thế x ở đây đóng vai trò là gì? Đóng vai trò là số trừ nhá. Và toàn bộ cái phân số 2/3 này nó gọi là hiệu, em hiểu chưa? Đây là hiệu. Thế vậy thì mình sẽ tư duy là chúng ta đang cần tìm x là tìm số trừ đúng không? Muốn tìm số trừ ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu, em hiểu chưa? Vậy mình sẽ viết lại như sau. X nó sẽ bằng số bị trừ là 5/2 là chúng ta trừ đi 2/3 là hiệu, đúng chưa? Đấy. Khi mình viết cái dấu phân số hoặc là viết dấu trừ mình viết phía trên cái dòng kẻ cho nó dễ nhìn đúng không? Như phía trên lúc nãy thầy viết là viết trùng dòng kẻ nó hơi khó nhìn đúng không em? Đấy, viết phía trên này cho dễ nhìn này nhé. Dấu bằng thì viết ở giữa cái dấu gạch ngang phân số và ở giữa cái dấu trừ này. Em để ý chưa? Dấu bằng là viết ở giữa nhá, giữa cái dấu gạch ngang ấy, em hiểu chưa? Đấy. Đấy, cái dấu gạch ngang ở giữa dấu bằng đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính sang nháp thôi. Chúng ta sẽ đi đâu? Trừ hai phân số này em phải quy đồng đúng không? Quy đồng ra nháp là 5/2 trừ đi 2/3 thì mẫu số chung nó bằng 6 đúng không? Vậy 6 chia 2 thì được 3. Vậy cái phân số này sẽ bằng là 5 nhân 3 trên cho 2 nhân 3 như thế này đúng không? Trừ đi 6 chia 3 bằng 2. Vậy nó sẽ là trừ đi 2 nhân 2 trên cho 3 nhân 2. Thầy viết cái này chắc chắn là em sẽ hiểu đúng không? Quy đồng mẫu số chung mấy em. Vậy nó sẽ là 15/6 em trừ đi 4/6. Bây giờ cùng mẫu số rồi thì ta sẽ lấy tử trừ cho nhau. 15 trừ 4 thì sẽ bằng là 11/6. Đấy, vậy thì mình sẽ ghi kết quả x ở đây sẽ bằng 11/6 nhé. Đấy, x sẽ bằng là 11/6. Xong chưa? Chúng ta cùng đến với ý B nào. Ý B, mình viết lại phép tính. Đó là 5/3 chúng ta cộng x. Đấy, khi mà thầy viết cái dấu gạch ngang phân số và viết dấu cộng phía trên chúng ta nhìn dễ nhìn hơn chưa? Đúng không? Thì sẽ bằng thì đấy, số bằng nó ở giữa những cái dấu gạch ngang này. Hai cái nhét số bằng. Đúng không? Thấy giữa chưa? Lại thấy cân chưa? Cân đối chưa? Bây giờ chúng ta xét về thành phần nào. Đây là phép tính cộng đúng không? Phép tính cộng thì toàn bộ cái phân số 5/3 này nó gọi là gì? Nó gọi là số hạng. Đúng không? Số hạng. Đấy, phép tính cộng thì đây sẽ là số hạng. Đây cũng sẽ là số hạng. X là số hạng. Và toàn bộ cái phân số 5/2 này thì gọi là tổng các bạn. Đúng chưa? Đấy, chúng ta bám vào cái dấu chúng ta đang xét là được số cộng đúng không? Vậy thì số hạng cộng số hạng bằng tổng nhé. Muốn tìm x là tìm số hạng chưa biết thì sẽ bằng gì? X nó sẽ bằng là tổng là 5/2 chúng ta đem trừ cho số hạng đã biết đúng không? Tức là chúng ta đem trừ cho 5/3. Đấy, mình sẽ viết x bằng gì này? Không chờ x bằng gì? Bây giờ mình sẽ lại đi quy đồng ra nháp nhé. Đấy, mình quy đồng ra nháp. Bây giờ mẫu là 5/2 này. 5/2 trừ đi 5/3 thì mẫu số chung nó bằng 6 các bạn. Đây là viết mẫu số chung này. 6 này. 6 chia 2 được 3, vậy cả phân số này ta nhân với 3, 5 nhân 3 trên 2 nhân 3 đúng không? Trừ đi 6 chia 3 được 2 đúng không? Trên cho 5 nhân 2. 5 nhân 2 trên cho 3 nhân 2 như thế nào? Đúng chưa?
Tức là nó sẽ bằng là 15 phần 6, em trừ đi 10 phần 6, đúng chưa em? Đấy, 15 trừ đi 10 sẽ bằng là 5 phần 6, em hiểu chưa? Đấy, vậy mình sẽ ghi kết quả x sẽ bằng 5 phần 6 nhé. À, như vậy vừa rồi em đã cùng với thầy Tài làm xong bài 13 liên quan đến bài toán tìm x và có phân số ở đây, không vấn đề gì cả nhé. Với chương trình lớp 5 thì em đã được học rồi, em hiểu chưa?